Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tới thăm chúc Tết và tặng 192 xuất quà Tết đến đoàn viên công đoàn người lao động tại công ty cổ phần May Hưng Long 2 ở thành phố Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn Mectech Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long 2, thị xã Mỹ Hào. Cùng đi có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi thăm tặng quà, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm chúc Tết lãnh đạo và đoàn viên công nhân người lao động tại các doanh nghiệp vui mừng trước những kết quả sản xuất kinh doanh mà hai doanh nghiệp đạt được. Đồng chí mong muốn trong năm 2024, các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh để đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh. Tổ chức công đoàn làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.